có người đưa ra nhận xét về cách sống đạo của nhiều người như sau. Một tờ giấy bạc có giá trị quá lớn khi bỏ vào giỏ tiền dâng cúng ở nhà thờ, nhưng lại quá nhỏ khi đi chợ mua sắm. Một tiếng đồng hồ trong nhà thờ dài bằng cả thế kỷ, nhưng nếu đi xem chiếu bóng, đi dạo phố hay giải trí thì lại qua đi quá nhanh. Khi cầu nguyện, người ta chẳng biết nói gì. Nhưng khi nói chuyện với bạn bè, thì câu chuyện xem ra chẳng bao giờ muốn chấm dứt. Chúng ta cảm thấy hồi hộp khi trận bóng đá phải kéo dài thêm vài phút phụ trội, nhưng lại càm ràm, lải nhải khi thánh lễ ngày Chủ nhật phải kéo dài thêm vài phút. Chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải đọc một đoạn kinh thánh, nhưng lại rất dễ dàng đọc hàng trăm trang tiểu thuyết. Chúng ta thích ngồi những hàng ghế đầu khi đi dự các buổi ca nhạc hay các trận bóng đá, nhưng lại cứ tìm chỗ ngồi ở những hàng ghế cuối trong thánh đường. Những mâu thuẫn trên đây nói lên chỗ đứng của sinh hoạt tôn giáo trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Đức tin có thể chỉ là một ngăn kéo trong rất nhiều ngăn kéo trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta dành cho ngăn kéo đức tin mỗi tuần nhiều lắm là một tiếng đồng hồ, hoặc có khi mỗi năm một hai ngày. Khi đức tin chỉ chiếm một chỗ quá khiêm tốn như thế trong cuộc sống hàng ngày, thì dĩ nhiên đức tin ấy sẽ chẳng ăn nhập gì với mọi sinh hoạt khác, và như vậy cũng chẳng có một ảnh hưởng nào đối với những quyết định hệ trọng trong cuộc sống. Và như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khuyến cáo chúng ta, một đức tin không có việc làm, tức một đức tin không có thực hành và thao dược hàng ngày, sẽ là một đức tin chết. Người có đạo, dù có đến nhà thờ mỗi năm một lần, hay mỗi tuần một lần, cũng sẽ chỉ là một cái thay chết trong cuộc sống. Đức tin phải bao trùm lấy toàn bộ cuộc sống. Đức tin phải là linh hồn của cuộc sống. Đức tin phải là cốt lõi của cuộc sống. Chỉ có một đức tin như thế mới là một đức tin sống động. Và để có được một đức tin như thế, sự thao dược thiêng liêng hàng ngày là điều vô cùng cần thiết. Kinh Thánh không quy định thời lượng chúng ta phải bỏ ra để cầu nguyện hay để thao dược thiêng liêng. Nếu mỗi tuần, người lực sĩ điền kinh hay bất cứ bộ môn thể thao nào chỉ bỏ ra 30 phút hay 3 lần để tập luyện, thì chắc chắn một thời khóa biểu tập dược như thế là thiếu sót. Trong đời sống đức tin cũng thế. Một sự thao dược rời rạc chắc chắn không thể mang lại sự bền bỉ và dẻo dai cho chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, đoạn 4 câu 7 và 8, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta hãy luyện tập sống đạo đức. Thánh nhân không bảo rằng luyện tập thân thể không mang lại ích lợi nào. Ngài chỉ nói rằng việc luyện tập thân thể mang lại một lợi ích giới hạn mà thôi. Trong khi đó, việc thao dược thiêng liêng mang lại một lợi ích vô biên. Thể dục thể thao là điều cần thiết. Một thân thể khỏe mạnh có thể giúp cho tinh thần được lành mạnh. Tuy nhiên, ưu tiên trong cuộc sống vẫn phải là sự thao dược thiêng liêng. Có được sức khỏe tinh thần, con người mới có thể chiến đấu để chống trả lại bao cạm bẫy trong cuộc sống. Là người lãnh đạo trong gia đình, người chồng và người cha trong gia đình cần phải là người có sức khỏe tinh thần tốt. Cũng như vua Salomon, họ không xin gì nơi Chúa cho bằng ơn khôn ngoan để có thể điều khiển con thuyền của gia đình. Họ phải cầu nguyện để gia đình được đứng vững trước những tấn công của ma quỷ. Họ cần phải cầu nguyện cho con cái, để chúng được nên người. Thảm kịch thường xảy đến cho các gia đình Kitô giáo ngày nay là nhiều người chồng, người cha trong gia đình không còn xem trọng sự cầu nguyện và việc thao dược thiêng liêng. Cũng như người lực sĩ bỏ luyện tập trong một tuần lễ, cũng đủ để nhận ra thể lực của mình sa sút. Cũng thế, chỉ cần bỏ cầu nguyện và thao dược thiêng liêng trong một tuần lễ,
người tín hữu Kitô cũng sẽ nhận ra tức khắc sự sa sút của mình. Lúc đó, chúng ta không còn đủ nghị lực thiêng liêng để chiến đấu nữa. Nếu mỗi ngày, người lực sĩ chỉ bỏ 5 phút đồng hồ để luyện tập, họ sẽ không có hy vọng thắng cuộc. Cũng thế, một vài phút thao dược thiêng liêng mỗi ngày cũng chẳng giúp ích chúng ta đứng vững được trước những cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Cũng giống như bất cứ việc tập luyện thân xác nào, việc thao dược thiêng liêng cũng đòi hỏi một chương trình và kỷ luật nghiêm khắc. Trước hết, cần phải bắt đầu một ngày sống bằng việc gặp gỡ với Chúa. Không có bất cứ chương trình thao dược thiêng liêng nào có thể bỏ qua những giây phút đầu tiên trong ngày dành cho Chúa. Đây là những giây phút quan trọng nhất trong ngày. Trong những giây phút ấy, người chủ gia đình không những dâng hiến gia đình cho Chúa mà còn xin Chúa soi sáng hướng dẫn để điều khiển gia đình trong một ngày mới. Tìm một nơi thích hợp để gặp gỡ Chúa cũng là điều rất quan trọng. Chúng ta thường quan tâm đến nơi ở, chỗ làm việc, nơi nghỉ ngơi, nơi ăn uống. Điều này lại càng có giá trị hơn đối với việc cầu nguyện, tức gặp gỡ Chúa. Dĩ nhiên, Chúa là đấng thiêng liêng. Ở đâu chúng ta cũng có thể gặp gỡ Ngài. Nhưng sở dĩ chúng ta cần có một nơi thích hợp là bởi vì chúng ta cần có sự tập trung. Giữa phố chợ ồn ào, chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa, nhưng chắc chắn chúng ta dễ dàng bị phân tâm hơn là trong một nơi yên tĩnh vắng vẻ. Người vận động viên nào cũng cần một bầu khí trong lành để luyện tập. Trong sự cầu nguyện cũng thế. Một bầu khí yên tĩnh vẫn giúp chúng ta cầu nguyện dễ dàng hơn là một nơi ồn ào. Do đó, tìm một nơi chốn và những giây phút thuận tiện nhất trong ngày để cầu nguyện là điều rất cần thiết. Con người sẽ thắc mắc, trong một nhịp sống tất bật, từ sáng sớm tới chiều tối, làm sao còn thời giờ để cầu nguyện như các tu sĩ linh mục? Thật ra, việc nào cũng có thời giờ của nó. Nếu chúng ta xem việc cầu nguyện là sinh hoạt quan trọng nhất trong ngày và quyết tâm dành thời giờ cho việc cầu nguyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thời giờ. Thiên Chúa là đấng quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người, cho nên, trong lời cầu nguyện, người chủ gia đình có thể viết ra một danh sách những người và những vấn đề mình cần cầu nguyện một cách đặc biệt cho. Dành một khoảng thời gian, tìm một nơi chốn, và nhất là biến sự cầu nguyện thành một thói quen. Đó là tất cả sự thao dược thiêng liêng. Thói quen là một dây cáp mà mỗi ngày chúng ta bện thêm một sợi dây, cho đến khi chúng ta không còn bẻ gãy nổi. Ngoài thói quen cầu nguyện một mình, người chủ gia đình cũng phải biến gia đình thành một giáo hội tại gia. Trong đó, việc cầu nguyện chung mỗi buổi tối phải được xem là chìa khóa của sự bền vững của gia đình. Một gia đình cầu nguyện chung là một gia đình đứng vững bên nhau. Người chồng, người cha là kẻ cầm lái con thuyền gia đình. Nhưng con thuyền ấy chỉ có thể lướt sóng là nhờ sự chèo chống chung của mọi người mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp